Thân chào các em học sinh khối 8. Bây giờ cô sẽ ôn lại một chút về kiến thức bài 1. Ở bài 1, các em đã học về khái niệm chuyển động cơ học. Về chuyển động cơ học hiểu rất đơn giản, đó là sự rời vị trí. Muốn biết các vật ô tô, thuyền hoặc đám mây chuyển động hay đứng yên, trước hết ta chọn vật cố định nào đó làm vật mốc, có thể chọn cây xanh và những vật gắn với trái đất, và kiểm tra xem vị trí của ô tô, thuyền hoặc đám mây có sự thay đổi so với vật mốc hay không. Nếu vị trí thay đổi, ta nói chúng chuyển động so với vật mốc. Nếu vị trí không thay đổi, ta nói chúng đứng yên so với vật mốc. Khi các vật chuyển động thì cũng có vật chuyển động nhanh và vật chuyển động chậm. Vậy làm thế nào để biết được vật này chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn vật kia? Máy bay chuyển động nhanh hơn tàu hỏa bao nhiêu lần? Dựa vào đâu để biết được kỷ lục chuyển động nhanh nhất trong vũ trụ bây giờ đó là ánh sáng? Tại sao khi có sét xuất hiện, ta nhìn thấy tia chớp rồi mới nghe được tiếng sấm? Vậy bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em trả lời các câu hỏi trên trong giờ thảo luận. Cô sẽ hỏi các bạn phát biểu nhé. Tiết 2, các em được học về chủ đề vận tốc. Nội dung bài học ngày hôm nay các em đi tìm hiểu vận tốc là gì và công thức đơn vị của vận tốc. Đây là hình ảnh thi chạy ở các kỳ đại hội thể thao mà chúng ta thường thấy. Vậy dựa vào đâu để biết được ai chạy nhanh và ai chạy chậm? Bảng 2.1 là bảng ghi kết quả cuộc chạy trong tiết thể dục của một nhóm học sinh gồm 5 bạn. Cột số 2 là cột ghi độ dài quãng đường chạy được của mỗi bạn đều là 60m. Cột thứ 3 là cột ghi thời gian chạy của mỗi bạn, đơn vị đo là giây. Vậy làm thế nào để biết được ai chạy nhanh, ai chạy chậm? Trả lời câu hỏi này rất là dễ dàng. Do là quãng đường chạy như nhau, cho nên chúng ta chỉ cần so sánh thời gian chạy của các bạn. Thời gian chạy của bạn nào càng ít thì bạn đó chạy càng nhanh và ngược lại. Rồi ghi kết quả xếp hạng của từng học sinh vào cột 4. Như vậy chúng ta quan sát, chúng ta thấy bạn Đào Việt Hùng chạy với thời gian ít nhất, cho nên bạn xếp thứ nhất. Tiếp theo là đến bạn Trần Bình xếp thứ hai, bạn Nguyễn An xếp thứ ba, bạn Phạm Việt xếp thứ tư và bạn Lê Văn Cao chạy với thời gian nhiều nhất, nên bạn thứ 5. Như vậy, khi so sánh thời gian chuyển động, ta đã xếp hạng được thứ tự nhanh chậm của chuyển động. Nhưng cách làm này chỉ dùng trong trường hợp quãng đường đi được là bằng nhau. Nên cô sẽ giới thiệu cho các em cách làm thứ hai nữa, áp dụng cho mọi trường hợp, ngay cả khi quãng đường đi được là bằng nhau và cả khi quãng đường đi được là khác nhau. Các em hãy trả lời câu hỏi C2. Tính quãng đường mỗi học sinh chạy được trong một giây, rồi ghi kết quả vào cột 5. Ta làm theo thứ tự. Với số thứ tự 1, bạn Nguyễn An đã chạy được quãng đường là 60m trong thời gian 10 giây. Vậy để tìm quãng đường chạy trong một giây, ta làm phép tính chia, lấy 60m chia cho 10 giây. Vậy quãng đường chạy trong một giây của bạn là 6m. Đối với bạn Trần Bình, ta lấy 60m chia cho 9,5 giây. Vậy quãng đường chạy trong một giây của bạn là 6,32m. Ta làm tương tự với ba bạn còn lại. Kết quả em quan sát trên màn hình. Vậy thì bạn nào chạy nhanh nhất? Chúng ta có thể dựa vào cột số 5, ta tìm được bạn Đào Việt Hùng sẽ là chạy nhanh nhất, vì quãng đường chạy được trong một giây của bạn là nhiều nhất, tới 6,67m. Con số này lớn hơn tất cả những con số còn lại. Vậy các em hãy so sánh kết quả ở cột số 5. Các em hãy tìm được chuyển động nào nhanh chậm, ta xếp hạng như sau. Bạn số 2, bạn Trần Bình. Bạn số 3 sẽ là bạn Nguyễn An. Bạn thứ 4 sẽ là bạn Phạm Việt. Và bạn xếp thứ 5 sẽ là bạn Lê Văn Cao, do quãng đường chạy được của bạn là ít nhất, có 5,45m trong một giây. Vậy các em đã dựa vào cột số 5, dựa vào quãng đường chạy được trong giây, so sánh kết quả tìm được, ta cũng xếp hạng được thứ tự nhanh chậm của chuyển động. Đối chiếu sang cột số 4, ta thấy hai kết quả này trùng khớp nhau. Vậy cột số 5 chính là gì? Cột số 5, người ta giới thiệu cho chúng ta một đại lượng vật lý mới, đó chính là vận tốc. Vậy vận tốc là gì? Quãng đường đi được trong một giây gọi là vận tốc. Cô trình chiếu lại cho các em xem. Cột 5 ở ví dụ trước
Bạn Việt Hùng đã chạy được 6,67m trong một giây. Vậy vận tốc của bạn ghi ngắn gọn là 6,67m trên giây. Vận tốc của bạn Trần Bình là 6,32m trên giây. Vận tốc bạn Nguyễn An là 6m trên giây. Ta đã xếp được thứ tự nhanh chậm của các bạn. Vậy các em hãy cho cô biết bạn chạy nhanh nhất thì có vận tốc như thế nào so với các bạn còn lại? Rõ ràng, bạn chạy nhanh nhất là bạn Việt Hùng có vận tốc lớn hơn so với các bạn còn lại. Cô lại cho các em xem tiếp ví dụ thứ hai. Nó hơi khác về đơn vị so với ví dụ 1. Ô tô đi được 40 km trong 1 giờ, xe máy đi được 20 km trong 1 giờ. Chúng ta cũng dễ dàng biết được ô tô chuyển động nhanh hơn xe máy. Vậy cái ví dụ 2 cô cho các bạn xem đó chính là vận tốc của ô tô, vận tốc của xe máy. Ta có thể nói vận tốc của ô tô là 40 km trên giờ, vận tốc của xe máy là 20 km trên giờ. Vậy sau khi hiểu về ví dụ 1 và ví dụ 2, các em hãy cho cô biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động, và các em điền từ thích hợp vào chỗ trống. Vậy độ lớn vận tốc cho ta biết sự nhanh chậm của chuyển động. Vậy độ lớn của vận tốc còn cho ta biết cái gì nữa? Ta lại nhìn vào số đo của vận tốc. Vậy đối với ví dụ 1, 6,67m, 6,32m, 6m. Ở ví dụ 2, 40 km, 20 km. Vậy những con số đó đã cho ta biết độ dài quãng đường đi được của các vật trong 1 giây, trong 1 giờ, người ta nói trong một đơn vị thời gian. Vậy cô đọc lại kết luận ở C3. Độ lớn của vận tốc cho ta biết sự nhanh chậm của chuyển động. Độ lớn của vận tốc được tính bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Hai la mã công thức tính vận tốc. Ở lớp 5 và ở ví dụ 1, các em đã biết muốn tìm được vận tốc, ta lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi. Mà công thức thì phải viết dưới dạng ký hiệu. Vậy công thức của vận tốc V sẽ bằng S chia T. Nêu tên của các đại lượng và đơn vị của các đại lượng trong công thức như sau. S là quãng đường đi được, đơn vị là mét hoặc km. T là thời gian đi hết quãng đường, đơn vị là giây hoặc giờ. V là vận tốc, đơn vị là mét trên giây hoặc km trên giờ. Từ công thức tính vận tốc, ta có thể suy ra hai công thức để tính quãng đường và tính thời gian như sau. Công thức tính quãng đường S bằng V nhân T. Công thức tính thời gian T bằng S chia V. Khi các em làm bài tập, các em lưu ý cho cô điều sau đây. Nếu bài tập cho thời điểm xuất phát lúc T1 giờ và thời điểm đến đích là lúc T2 đơn vị là giờ, thì thời gian đi T sẽ bằng T2 trừ T1. Ví dụ cụ thể như sau. Em đi học đến trường, em rời nhà lúc 7 giờ, em đến trường lúc 7 giờ 30 phút. Vậy thời gian đi T sẽ bằng 7 giờ 30 phút trừ 7 giờ bằng 30 phút. Ta phải đổi sang đơn vị giờ bằng 0,5 giờ. Và ta thay T bằng 0,5 giờ vào công thức V bằng S chia T, chứ không thay 7 giờ 30 phút hoặc 7 giờ vào công thức. Sang phần 3 la mã đơn vị của vận tốc. Chúng ta đã biết vận tốc thì bằng quãng đường chia cho thời gian. Vậy đơn vị của vận tốc sẽ phụ thuộc vào đơn vị của quãng đường và phụ thuộc vào đơn vị của thời gian. Các em hãy tìm các đơn vị vận tốc để điền vào chỗ trống ở bảng 2.2. Vậy nếu đơn vị chiều dài là mét, đơn vị thời gian là giây, thì đơn vị vận tốc sẽ là mét trên giây. Đơn vị chiều dài là km, đơn vị thời gian là giờ, thì đơn vị vận tốc sẽ là km trên giờ. Tương tự, ta sẽ điền vào các phần trống còn lại. Ta sẽ có mét trên phút, km trên giây và cm trên giây. Trong tất cả các đơn vị cô vừa giới thiệu thì có hai đơn vị hợp pháp của vận tốc, đó là mét trên giây và km trên giờ. Khi các em làm bài tập, các em phải để đơn vị của vận tốc là mét trên giây và km trên giờ thì mới có điểm. Để giúp các em làm bài tập cho dễ dàng, cô ôn lại về cách đổi đơn vị thời gian. 1 giờ thì bằng 60 phút và bằng 3.600 giây. 1 phút thì bằng 60 giây. Vậy bây giờ ta đổi ngược lại. 1 phút sẽ bằng 1/60 của giờ. Và 1 giây sẽ bằng 1/3600 của giờ. Áp dụng, ta thử đổi xem 15 phút bằng bao nhiêu giây.
Do 1 phút bằng 60 giây, cho nên 15 phút sẽ bằng 15 nhân 60 bằng 900 giây. Giờ đổi ngược lại, 15 phút bằng bao nhiêu giờ? Do 1 phút thì bằng 1 phần 60 của giờ, cho nên 15 phút sẽ bằng 15 chia 60 bằng 0,25 giờ. Cô sẽ hướng dẫn các em cách đổi hai đơn vị hợp pháp của vận tốc từ km trên giờ sang mét trên giây và ngược lại. Bây giờ hãy đổi từ km trên giờ sang mét trên giây, ta đổi như sau. 1 km trên giờ sẽ bằng 1 km trên 1 giờ và bằng 1.000 mét trên 3.600 giây, do 1 km bằng 1.000 mét, 1 giờ bằng 3.600 giây và bằng 10 phần 36 mét trên giây. Nếu bấm máy, con số này rất lẻ, cho nên ta để dưới dạng phân số bằng 1 phần 3,6 mét trên giây. Đổi ngược lại, từ mét trên giây sang km trên giờ, ta viết như sau. 1 mét trên giây bằng 1 mét trên 1 giây, do 1 mét bằng 1 phần 1.000 km, 1 giây bằng 1 phần 3.600 giờ. Nên khi bấm máy, ta lấy 1 phần 1.000 chia cho 1 phần 3.600, đáp số sẽ ra 3,6 km trên giờ. Nói tóm lại, 1 km trên giờ sẽ bằng 1 phần 3,6 mét trên giây, 1 mét trên giây sẽ bằng 3,6 km trên giờ. Khi các em làm bài tập, các em đổi từ km trên giờ sang mét trên giây thì các em thực hiện phép tính chia cho 3,6, và đổi từ mét trên giây sang km trên giờ thì các em nhân với 3,6. Ví dụ cụ thể như sau. Muốn đổi 18 km trên giờ sang mét trên giây, em lấy 18 chia cho 3,6, vậy 18 km trên giờ sẽ bằng 5 mét trên giây. Bây giờ đổi từ mét trên giây sang km trên giờ, ta nhân với 3,6, vậy muốn đổi 12 mét trên giây sang km trên giờ, ta lấy 12 nhân 3,6 thì sẽ bằng 43,2 km trên giờ. Tiếp theo cô giới thiệu, nếu đổi đơn vị không hợp pháp thì sao? Giả sử ta cần phải đổi 6.000 cm trên phút sang mét trên giây, thì ta đổi tử số 6.000 cm sang mét sẽ bằng 60 mét. Dưới mẫu số 1 phút sẽ bằng 60 giây, ta lấy 60 chia 60 sẽ là 1 mét trên giây. Vậy 6.000 cm trên phút sẽ bằng 1 mét trên giây. Cô giới thiệu với các em, đây là một dụng cụ để đo độ lớn của vận tốc, gọi là tốc kế. Kim chỉ đến vạch nào thì cho ta biết vận tốc tức thời của chuyển động đó, tại cái thời điểm đó. Sang phần 45 mã phần vận dụng. Theo phân phối chương trình thì câu C5, C6, C7, C8 các em phải tự học có hướng dẫn. Nhưng vì học online nên cô sẽ hướng dẫn cụ thể cho các em làm bài tập. Đối với câu hỏi C5, vận tốc của ô tô là 36 km trên giờ, của một xe đạp là 10,8 km trên giờ, của tàu hỏa là 10 m trên giây. Điều đó cho ta biết gì? Trong 3 chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? Trước khi làm câu C5 thì cô nhắc lại kiến thức của chúng ta vừa học. Chúng ta học xong vận tốc thì bất kỳ một cái số đo vận tốc nào, các em nhìn vào đó, các em cũng phải hiểu được vận tốc cho ta biết gì? Cho ta biết quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Họ báo cho chúng ta tới đây có một cơn bão sắp vào Biển Đông, cho vận tốc của gió chúng ta cũng phải hình dung được là mỗi giờ gió đi được bao nhiêu km. Vậy ở đây chúng ta trả lời cụ thể như sau. Vận tốc V1 của ô tô là 36 km trên giờ, cho biết trong 1 giờ ô tô đi được quãng đường là 36 km, trong 1 giờ xe đạp đi được là 10,8 km. Còn đối với tàu hỏa, do đơn vị là mét trên giây, vậy ta sẽ trả lời là trong 1 giây tàu hỏa đi được quãng đường là 10 mét. Để so sánh sự nhanh chậm của chuyển động, ta phải đổi đơn vị cùng với một đơn vị. Ta hãy đổi đơn vị của tàu hỏa là 10 mét trên giây sẽ bằng 36 km trên giờ. Và nhìn vào số đo vận tốc, ta thấy ô tô và tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau do có vận tốc bằng nhau, còn xe đạp chuyển động chậm nhất. Tiếp tục sang C6. Một đoàn tàu trong khoảng thời gian là 1,5 giờ
đi được quãng đường 81 km, tính vận tốc của tàu ra km trên giờ và mét trên giây. Năm nay chúng ta học lớp 8, bắt đầu làm những bài tập tính toán nhiều. Cô hướng dẫn với các em các cách giải bài tập. Trước tiên chúng ta phải tóm tắt, viết dưới dạng ký hiệu. Họ cho thời gian là 1,5 giờ, mình ghi T bằng 1,5 giờ. Quãng đường 81 km, ghi S bằng 81 km. Hỏi vận tốc, ghi V bằng chấm hỏi km trên giờ và chấm hỏi mét trên giây. Sang phần giải, bắt buộc phải ghi lời giải. Vận tốc của tàu là, sau đó phải ghi công thức. Hỏi vận tốc thì chúng ta ghi công thức của vận tốc, V bằng S chia T bằng 81 chia cho 1,5 bằng 54 km/h. Đổi từ km/h sang mét trên giây, chúng ta chia cho 3,6 bằng 15 m/s. Sang câu C7, một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc 12 km/h, hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km. Trước tiên ta cũng ghi tóm tắt. Ở phần ghi tóm tắt, thời gian bằng 40 phút, do đơn vị chưa hợp pháp, ta phải đổi sang đơn vị giờ, lấy 40 chia 60. Con số này lẻ, cho nên ta để dưới dạng phân số là 2/3 giờ. Vận tốc bằng 12 km/h. Sau khi đã đưa các đơn vị về đơn vị hợp pháp, ta tiến hành giải bài tập. Họ hỏi quãng đường thì lời giải, các em phải ghi quãng đường đi được là, áp dụng công thức của quãng đường, S bằng V nhân T, lấy 12 nhân 2/3 bằng 8 km. Sang phần có thể em chưa biết, cô cung cấp cho các em một số thông tin sau. Loài thú nào chạy nhanh nhất? Trả lời, đó là loài báo. Khi săn đuổi con mồi, có thể phóng nhanh tới 100 km/h. Vậy loài chim nào chạy nhanh nhất? Đó là con đà điểu, có thể chạy tới vận tốc 90 km/h. Vậy loài chim nào bay nhanh nhất? Đó là con đại bàng, có thể bay với vận tốc 210 km/h. Vậy chuyển động nào nhanh nhất trong vũ trụ? Đó là ánh sáng. Ánh sáng chuyển động nhanh nhất trong vũ trụ, vận tốc của nó tới 300.000 km/giây. Sau khi học xong bài này, các em phải trả lời được 3 câu hỏi ở phần đầu bài. Chút nữa chúng ta sẽ trả lời ở phần thảo luận. Cô đã dạy xong kiến thức ở bài 2. Về nhà, các em chép bài, học bài và làm bài tập trong file Word. Chuẩn bị bài mới, bài 3, chuyển động đều và chuyển động không đều. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân mến, chào các em.